Hello anh em, chào mừng các bạn lại với Nguyễn Gamer YouTuber vừa gạt số 1 Việt Nam nhưng nay tôi không vừa gạt em. À đây em thấy cái gạt này lâu chưa? Hình như gạt này có vip mà sao chữ nó vàng vàng nè. À, nay Sabat nó có con mới anh em. Thì dạo này tôi cũng làm biến nó tôi lười cài Sabat quá chừng luôn nên gạt tôi mới có 160 à. à. hình như là tôi chưa lượm tới nên anh em. Nghe đồn là có con mới ở tên banner bên đây. ad à, nè, Master X nè chả biết mất ít là con gì luôn dạo này thì amin né bản quyền quá những cái con hồi xưa hồi xưa amin để giống giống và amin cũng né khác luôn giống như là cái um, gì ta? Bộ cường nuôi hero chẳng hạn là amin cũng ém luôn ô ghê chưa mất ít này chắc tông bãi viên ngọc rồng chăng nhìn cái kiểu kiểu này là giống mấy mấy thanh niên um, vũ trụ này nọ kiểu vậy đặt này tôi cũng không hay phao uh, đó anh em bỏ chơi à giống ông ta giống một trong những cây oxin hay gì kiểu kiểu vậy à, ạc này không không hay xài lắm anh em mà thường á, là cái con cái con này là gohan trong cái phiên bản gì à cái này là kiểu là amin để để chưa biết là nguyên liệu cái gì nhưng mà thường bát là mấy cái con đầu tiên á con tiger một anh em với mấy cái con tiger giữa giữa này ít lắm Ủa cỡ này Thằng này tông Hunter ít Hunter chắc luôn nè À ốp này chắc của Hunter ít Hunter rồi à, Một con giữa Một con đầu hoặc mấy con cuối này nè Nó mạnh thôi Mấy con giữa giữa như Amin để để làm nền thôi Nên khả năng cao chắc cũng không ổn lắm Nên chỉ có lấy để coi như thế nào Rồi test thử cái ông này Đúng đó nào ta À đây thông trắng đi Master X À hệ bóng tối luôn Dạo này hệ bóng tối hơi nhiều ha chuẩn trưởng hay là này tông hunter ít hunter chứ cha con gì kêu lua ta không cái này chắc không phải tông bảy viên ngọc rồng quá cái kiểu chữ 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 từ lừa này tôi nghi tông hunter luôn anh nè <laughs> không biết tôi cũng biết tông này tôi phim gì nữa là hệ bóng đêm luôn dạo này bóng đêm hơi nhiều ha à, được một ngàn tám mà hai giây đánh lần hệ bóng đêm mấy cái này đi mấy cái ra hệ ánh sáng hoặc đêm thì ta đi ổn á hợp một phát rồi năm ngàn sáu dẫn hai dây Ôi con này đánh nhanh dữ ha Cứ tẹ tẹ hai giây hoài thì cũng được đó Để tôi đặt cô để em um, gì ta Gohan Đứng đây cho nó thủ đi Chưa xong thua nhục lắm Rồi tiếp à, Lên nữa là cũng có 3 giây à Con này thủ đầu cũng được đó anh em Gắn ập lửa với tăng phạm vi lên thì cũng ngon Ví dụ mới vô Mới vô 3 tầm rưỡi đúng không Gắn ập là nhân 2 Lửa là nhân 2 nữa là 3 000 6 ngàn, 6 ngàn 2 giây không, không, Cũng không, không ghê lắm, coi như tôi chưa nói gì đi <laughs> 26 ngàn Đánh 3 giây, ấp phát nữa Là 55 ngàn Với 10 ngàn tiền thì có con 55 ngàn Cái này thì lên mắt thì nó lên được 100 ngàn Dư sức, đánh 3 giây à, Ấp tiếp theo đánh e được nữa nè Cũng ổn đó 3 giây đánh 118 Ấp lên mắt là được 250 250 3 giây 22 ngàn à, Boot Dam này đó, nó lên được uh, trăm mấy ừ, um, Cũng tạm tạm đi ra thì chắc được đó Mấy con này thường đặt là nhiều con Mấy anh này thì đặt thoải mái Chừng mấy con mà nó mạnh mạnh quá thì Amin mới cho đặt ít thôi Lên 20 ngàn nữa Cỡ này đi ra cũng được anh em Ui Tính ra là 450 Là 1 triệu Ấp mắt khoảng 1 triệu 7 giây đánh được e ao e toàn phần và ao e G 60 thì hơi nhỏ xíu cái cỡ này được cái này đi ra cũng ổn dành cho người mới thì con này tôi thấy cũng ngon á người cũ thì không có con nào ngon đâu người cũ mấy con nó phải bảy sao kìa chứ sáu sao không có con nào mà ngon cho người cũ hết á nè thấy chưa nó có chiêu chuẩn hoài luôn á một triệu sáu ấp lên là ba triệu hai ba triệu hai đến e cũng được hơi chậm nha đến tới bảy giây con này không có hiệu ứng hay là hiệu quả gì ta á à, Úp cuối cùng là chơi skill khác nè Trưởng um, quái đi vòng vòng hay sao á Trưởng rồng Tuy là không phải Kiều Phong nhưng mà anh ấy đang trưởng rồng Full à, AOE luôn là 1.900.000 1.800.000 1.800.000 nha 1.800.000 đến 7 giây 1 triệu 8 tiền thôi chứ còn đam thì uh, tôi đang chờ nó xuống nè Hồi đặt không mới cũng được mà à, 3 triệu 2 à, 3 triệu 2 mà ướp lên cái là lên được à, uh, 11, 12 triệu Cái này được 24 triệu Con này đi ra khi mà chưa ấp cuối ấp gần cuối đi cũng được Nhưng mà tôi cảm giác như cái con Gohan này có khi nó còn mạnh hơn đó ta <laughs> Gohan này mới vô 5 tâm rưỡi đánh em sao vậy Tôi cảm giác Gohan này còn mạnh hơn luôn á 200 nè 400 nè 1 triệu nè nó ngồi đây mà so sánh nè thằng đứng dưới đất thằng đứng trên không nè đây um, hai thằng ô này lấy bộ bãi bãi à, não quá ha vậy là cũng ngang ngang nhau anh ở dưới đây được cái ao e toàn phần uh, 7 giây 60 thằng này là 8 giây 105 nhưng mà up lên thì hai thằng này đam nó cũng ngang ngang nhau đó và Gohan nó có tương lai hơn cho nên tôi nghĩ anh này chỉ lấy chơi thôi à, người ta ạc mới lấy xài được chứ ạc cũ không có hi vọng lắm à, vậy cũng đâu có gì đâu chờ cái Starbucks tiếp theo thôi lâu quá không quay video quay chứ để lâu anh em quên không biết tôi là ai thôi bye bay à, gặp khi nào thì like ha tuần này à, tôi nghĩ hơi nhiều anh em cũng đang nghỉ lễ đúng không rồi à, được đó. chắc là là giờ dài dài ạ